chớp ngân thù. Thưa mấy khán giả Việt Vision, tôi là họ tên đầy đủ là Hoàng Xuân Thủy, cư trú thôn 5 xã Thượng Bằng La, Văn Trấn, Yên Bái. Đợt vừa rồi chúng tôi đã lên xem cái trang mạng xã hội của nhân dân Hà Tĩnh, người Tĩnh, thì biểu tình làm sao mà đối với Somoza mà lại lên quốc lộ 1 mà chính cái người dân của mình biểu tình với lại Somoza, mà tại sao lên quốc lộ 1 để gây mất trật tự an ninh, ách tắc đường giao thông của nối liền giữa hai bên Nam Bắc rồi là miền Trung. Cái đó là cái bức xúc nhất của chúng tôi trước là người dân. Tôi là người dân bình thường thôi, tôi rất là một người dân bình thường, chứ không phải là như các vị nói là chúng tôi là dư luận viên hoặc là phát thanh viên hoặc là của nhà nước gì cả. Chúng tôi là một người dân bình thường, rất là một người dân bình thường. Tôi có một cái bức xúc, tôi nhìn thấy trang mạng xã hội, tôi tổng hợp lại, nhìn thấy từ các vị đưa lên cho đến chúng tôi, những trang chính thống đưa lên, tôi thấy các vị cái xe cứu thương đi qua người ta phải xuống người ta lạy các vị. Thế cái tính người Việt Nam rồi là cái nhân đạo của người Việt Nam ở chỗ nào? Cái dòng máu máu đỏ da vàng nó ở chỗ nào? Thế mà các vị làm như thế, mà trong khi đó chúng tôi đã nhìn thấy từ cái trang mạng của các vị đưa lên cho đến trang mạng chính thống của nhà nước đưa lên thì không có một bóng dáng an ninh, không có một người an ninh nào cả. Thế mà các vị hoành hành như thế, giữa Bắc Nam như thế, các vị làm như thế được. Tất nhiên trong cuộc sống xã hội nào cũng thế thôi, cũng có những cái người ta có những cái về xã hội nó sẽ đã gọi là xã hội thì chắc tất nhiên là nó sẽ không có cái gì là nó hoàn thiện được. Xã hội nào thế, kẻ Mỹ bây giờ không hoàn thiện được. Mỹ bây giờ nhiều cái nó còn khủng bố nhiều, nhưng đất nước Việt Nam mình nó rất bình ổn, nhà nước rất quan tâm đến những vùng sâu vùng xa cho bà con nhân dân, những nơi mà khó khăn rất là không phát triển được kinh tế, mà chính bản thân chúng tôi cũng chưa giàu hơn ai đâu, nhưng đã đóng góp cho miền Trung, là chúng tôi nghĩ là cúc ruột miền Trung, thì chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng đóng góp. Nhà tôi bây giờ thực sự là 6 khẩu, đến tôi là đời ông, tôi hô hào đóng góp, tôi vẫn đóng góp nhé, đóng góp cho các vị. Thế nhưng bây giờ các vị, đương nhiên các vị làm con sâu bỏ vào đồ canh, các vị đưa lên những cái như thế đâm ra để mất cái toàn diện của nhà nước đối với các vị, mà chúng tôi nhìn thấy bằng thật, nên là thực sự là để mà nói là giúp cái người dân miền Trung mà đúng cái phản lại đảng nhà nước như thế, chúng tôi sẽ không bao giờ có, không bao giờ giúp cho nữa. Nói thẳng đấy, mà có khi là trên truyền thông đại chúng tôi cũng nói những cái đối tượng đó nhà nước mình phải lắm, những ai tốt, ai là người yêu nước mình đưa vào để mình xét cho đúng. Còn tôi cũng có một lời cuối cùng là tôi đề nghị nhà nước mình là có pháp luật, có nhân quyền, có pháp luật thả non, có pháp luật của nhà nước Việt Nam, thì mình xử người ai làm sai, làm náo loạn cả đất nước mình, có một cái nhóm người ở trong cái mấy cái xã người, kể cả một cái huyện nghệ tĩnh đi, mà làm sai thế lại cầm cái cờ ba sọc cái đồ cũ, thì các vị thì hiểu rằng là các vị không còn biết là cái đó các vị như thế nào nữa, mà các vị cầm cái cờ mà giết cha ông chúng ta, cha ông chúng ta đã phải đổ máu, ba miền đều phải đổ máu hết. Bây giờ các vị thử cầm cái cờ ba sọc đấy, các vị nghĩ lại xem là các vị làm thế là đúng chưa, các vị đã làm được toàn dân chưa,
Tôi nói là các vị ấy, các vị cầm như thế, ai là những người mà chỉ đạo cầm đầu ấy, đảng chưa phải ra ra lệnh đâu, nhà nước chưa phải ra lệnh đâu, nhưng chính những người nhân dân chúng tôi ấy, tôi gặp các vị chúng tôi sẽ xử lý các vị nha, chứ không phải là như một vị đợt vừa rồi bị đánh ở dưới kia, cặp đôi này bị đánh, gặp tôi ấy, không còn răng ăn để về ăn cơm, không không có chuyện nhà đấy, riêng gặp tôi nha, tôi nói thật sự đấy. Thế tôi nói mấy những người dân yêu nước, mình khiếu kiện làm sao cho nhà nước để góp phần đưa cái đất nước mình nó bình ổn hơn nữa, chứ còn cầm cái cờ mà chế độ cũ ra để mà chống phá lại nhà nước, chống lại phá lại đảng, nhưng chính các vị chống phá lại nhân dân Việt Nam nhé. Nhân dân Việt Nam bây giờ là 90 triệu người, nhưng các vị một nhóm bao nhiêu người, các vị đến chiếc đầu tay là bao nhiêu người, tôi hỏi các vị này, các vị mấy thằng cha đạo ấy giỏi lên trên Yên Bái này để mà gây rối, tôi hỏi các vị là kể cả thằng Nam thằng Thục thằng Hợp lên trên Yên Bái là gây gây gổ đấy, cút mốt thôi, các vị không còn đường về nhé, chứ đừng có nói ở chỗ chỗ khác. Đấy là nói quan điểm nhé. Nhà nước chưa cần phải xử lý, an ninh chưa xử lý, nhưng người dân chúng tôi sẽ xử lý. Đấy, cái lời để tham gia cho các vị đấu tranh làm sao cho đất nước giàu mạnh, đất nước nào cũng có cái ưu và cái khuyết, nhưng các vị phải hiểu rằng nhà nước mình ấy rất chăm lo cho dân, rất chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, đưa đất nước mình đến giờ phút này. Tôi nói đến đời cha ông mình, đến đời đời ông mình chưa có ai bây giờ tự làm tự ăn tự ngủ như tôi bây giờ nhé. Tôi thích làm tôi làm, thích ngủ tôi ngủ, thích ăn tôi ăn, có ai cũng cấm cản đâu, đúng không ạ? Nhưng mà các vị cứ ra giả các vị nên đấu tranh nhân quyền thế đó kia, tôi nói các vị rước ma về rề mồ, các vị tin thằng Mỹ à, thằng Mỹ bây giờ đấy, thử xem cái gì đấy, Nga đấy, Nga từ trước nó xâm lược ai chưa? Các vị tin vào thằng Mỹ thế? Tôi nói để mà nói là các vị nhìn nhận lại đi, nhà nước mình rất là bao dung, còn nhiều cái bao dung lắm. Chứ nhà nước mình không sợ đâu. Nhưng đến khi một thời điểm nào đó, một thời khắc nào đó, nó vượt quá tầm kiềm chế được của nhà nước, quá tầm của quá nhiều tầm của nhân dân rồi, thì các vị sẽ nếm được đủ được những cái gì đó các vị phải lên. Nên là tôi nói để mà nói là cảnh sát Việt Nam hèn với giặc ác với dân đấy, các vị xem Philippines năm 2016 đấy, đấy một nước rất là nếu mà đó nói về trình độ tất cả mọi cái bây giờ nó còn kém xa Việt Nam, còn kém xa nhiều lắm, nhưng nó được hậu thuẫn của thằng Mỹ, nó dám làm liều, nhưng Việt Nam không làm thế, Việt Nam vuông bắt tay với bạn bè năm châu đấy, đợt rồi còn Di Nguyễn đấy, còn Di Nguyễn đấy, các vị xem nhé, đuổi ra khỏi cái phòng họp như nào thì các vị biết, đúng không? Còn tôi không nói hay, tôi không nói dở, tôi không nói cái gì hơn cho Đảng Cộng sản, mà tôi không nói cái gì hơn cho cái đất nước khác, nhưng các vị cứ nhìn nhận, nếu ai là con người không vì đồng tiền nhá, nhà nước Việt Nam thiếu đâu, nhà nước Việt Nam sẽ ủng hộ cái dân đói rồi dân khổ ở chỗ đó, nhà nước Việt Nam mình rất là bao dung, rất là có tình cảm, mà từ nhân dân Việt Nam nó có tình cảm từ cha ông của mình ngày xưa, từ xưa giờ rồi đấy, các vị hiểu không ấy? Nên tôi tuyên bố với các vị Trung Cộng đấy, các vị tốt nhất là các vị im mồm đi, 40 năm rồi các vị chưa làm được gì, các vị đừng có nằm mơ trong giấc ngủ, đời cha ông chúng tôi ấy, mà đến bây giờ đời tôi là đời con đời cháu mà chúng tôi vẫn nghĩ được cái việc đó cơ mà, thì các vị đừng bao giờ nằm mơ đấy, tôi nói với các vị như thế một câu thôi. Còn tôi chúc Việt Duy Xuyên một ngày càng có những cái thông tin đưa chính xác cho bà con nhân dân, phanh phui những cái gì đó giải độc chính trị cho bà con.
những người không hiểu biết để nắm chắc được cái diễn biến hòa bình của cái bọn thù địch, bọn Việt Tân rồi là cái bọn chống phá nhà nước Việt Nam đang trên đường đổi mới, trên đường phát triển. Tôi chúc bà con trong cả nước chúng ta lên tỉnh táo một chút và chúng ta thận trọng một chút. Tức là hôm hôm ở trên quốc lộ 1 thì không có anh ạ. Đấy, à, em ạ. Tức là cái hôm giáo dân mà biểu tình ở dưới mà cầm cờ vàng cơ. Còn hôm đấy. Rồi rồi. Rồi. Ê, chuẩn bị em ấy nhá. Rồi. Tôi hôm tôi rất là bức xúc mà tôi điện cho công an tỉnh Hà Tĩnh. Rồi. Rồi. Chúng em mới vào cái trang mạng xã hội thì nó đăng lên cái báo dân ở trong cái tình Rồi. Ơi. Rồi. Đây như này được chưa? Hôm tôi nhìn thấy bà con ở trong Hà Tĩnh. Em chuẩn bị máy chưa? Thế là báo cáo bà con là hôm mà cái trong Hà Tĩnh mà đưa cái mấy cái thằng giáo dân ấy, thằng cha đạo ấy, mà nó đưa biết ngay cái mục đích của chúng nó để chống phá nhà nước Việt Nam. Mà hôm đấy, ngày hôm đấy tôi nói thực sự là nhà nước mình ấy rất là bao dung. Thế nhưng mà riêng chúng tôi là những người nhân dân, chúng tôi nhìn thấy cái điệu của chúng nó đưa cho trẻ con rồi cầm cờ vàng để phất, xong đưa toàn phụ nữ, thì chúng tôi đã rất là bức xúc. Mà trực tiếp hôm đó là tôi đã điện vào công an tỉnh Hà Tĩnh. Đây bà con nghe lời tôi điện vào công an tỉnh Hà Tĩnh. Các bạn đợi một chút. Cho em hỏi, đây có phải là công an tỉnh Hà Tĩnh nhỉ? Đường dây nóng của công an tỉnh Hà Tĩnh nhỉ? Báo cáo anh nhà em ở ngoài tỉnh Yên Bái này, đi mà chúng em mới vào cái trang mạng xã hội thì thấy cái nó đăng lên cái giáo dân ở trong này, cái sao lại nhà nước mình mà lại để cho nó cầm cờ vàng, xong bắt đầu nó biểu tình như thế, chúng em ở ngoài này nhìn thấy mà bức xúc lắm thôi. Thì các anh xem ở trong đấy xem như thế nào mà gạt bỏ chúng nó đi chứ sao, lại một nhà nước mình có pháp luật tàn hoài mà để cho chúng nó làm như thế thì làm sao mà dân dân được anh? Vâng, nhưng mà bây giờ cứ mỗi một ngày cứ cách 2-3 ngày xong nó thông báo trước, xong rồi nó lên bắt đầu nó làm bằng thật như thế rồi
bây giờ thực sự là bây giờ là muốn để yên dân, một nhà nước mình có pháp luật chẳng hoi. Không, cái này nó đưa lên là trang mạng chính, cho không không chính thống, nhưng mà của cái bọn giáo dân nó trang mạng đã định chế ra rồi, như những cái người nào mà có thể hoạt động với cả hoạt động thì như nào thì sau thì cũng được như một cái sinh kỳ đó. Vâng. Thì trong bây giờ cái gì đồ thầu đó thì phải vì cũng để thôi là dùng cho nên thầu thì là rồi, nhưng trong một cái đất thì ta sẽ có cái hồi đó. Vâng, em cũng mong muốn là các anh ở trong đấy xem là đề nghị với cấp trên xem là có biện pháp nào rồi phải rắn tay với cái bọn này, chứ để nó như thế này đâm ra nó không an dân được, mà dân mình có những người ta không hiểu biết, người ta hoang mang cái nọ cái kia rất là mệt. Vâng. Anh yên tâm, anh yên tâm, chúng tôi và thầy Diêm nói chung là một số đối tượng tin cần những cái vừa rồi bắt tay văn hóa để anh biết được. Anh chăm lên cả mặt chỉ cần cái hợp tác văn hóa để là chúng tôi xin vâng, chúng tôi cũng đã được tái thỏa rồi, tin cần với người bán rồi, nhưng mà cái đầu tiên tin cần thỏa thì vấn đề là chúng ta một đầu tiên chúng ta phải tin cần đó. Vâng, vâng, vâng. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng. Vâng, 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 vâng. Cảm ơn các anh nhé. Vâng, chúc anh mạnh khỏe. Đây là chúng tôi là những người dân rất là bình thường, bức xúc. Tức là tham luận với nhà nước, biểu tình như thế nào, đơn khiếu kiện như thế nào, nó từng cấp từng bậc, nhà nước mình có pháp quân Hà Nội. Cứ thích ra biểu tình xong là ngăn cản quốc lộ, rồi là cầm cờ vàng, rồi là triệu nọ chứ kia. Tôi không bao giờ chấp nhận được việc đó. May là các vị ở ở đó là không ở trong người tỉnh, còn ra ngoài này tôi gặp các vị thì chắc không còn cái gì để nói. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất động, trong lòng người